Chào tất cả các bạn, mình tên là Mai Hiên, là giáo viên chuyên luyện thi dạng thi V-Step B1 B2. Trong video này mình sẽ cung cấp cho các bạn một vài thông tin về bài thi V-Step. Bài thi V-Step tên tiếng Anh của nó là Vietnamese Standardized Test of English Proficiency, có nghĩa là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Bài thi này có 6 bậc, từ bậc 1 đến bậc 6 và tương ứng với các trình độ là A2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Chứng chỉ A1 và chứng chỉ C2 hiện tại bài thi V-Step chưa có. Chỉ có A2, B1, B2 và C1 thôi, tức là có bậc 2, 3, 4, 5 thôi. Còn những bạn nào muốn lấy cái chứng chỉ A1 hoặc là C2 thì các bạn phải thi cái bài thi quốc tế. Còn V-Step là bài thi trong nước nhé, là do các trường được bộ cho phép ở trong nước cấp. Với chứng chỉ A2 thường dùng cho những bạn xét công chức này, nâng ngạch nâng hạng này. Chứng chỉ B1 dành cho các bạn đầu ra sinh viên, đầu vào đầu ra cao học hoặc là nâng hạng. Chứng chỉ B2 dành cho các bạn sinh viên ngành liên kết quốc tế, đầu vào đầu ra nghiên cứu sinh hoặc là giáo viên tiếng Anh mầm non hoặc là cấp 1, cấp 2. Còn chứng chỉ C1 dành cho các bạn giáo viên tiếng Anh cấp 3 hoặc là đại học. Các loại bài thi V-Step chúng ta có hai bài thi. Bài thi dành cho trình độ A2, là bậc 2 á. Chúng ta thi 4 kỹ năng nghe nói đọc viết và điểm đạt phải là trung bình 4 kỹ năng phải là 6,5 trên 10. Và bài thi thứ hai là bài thi dành cho cả 3 cấp độ B1, B2 và C1, tức là bậc 3, 4, 5. 3 cấp độ này sẽ làm cùng đề với nhau và ngồi cùng phòng thi với nhau. Điểm tính như thế nào, chúng ta cũng sẽ thi 4 kỹ năng nghe nói đọc viết và điểm trung bình nếu đạt 4 trên 10 thì sẽ đạt B1, 6 trên 10 thì đạt B2 và 8,5 trên 10 sẽ đạt C1. Điểm 4, điểm 6 và 8,5 là điểm đã làm tròn. Các bạn thi B1 các bạn chỉ cần được 3,75, trung bình 3,75 trên 10 là các bạn đã đạt B1 rồi. Và đối với B2 thì chỉ cần được 5,75 trên 10 và C1 là 8,5 trên 10. Đó. Cái dạng thi B1, B2, C1 này nó không có điểm liệt, tức là kể cả một kỹ năng nào đó được không điểm mà ba kỹ năng còn lại gánh được điểm thì chúng ta vẫn qua. Và hai kỹ năng nghe và kỹ năng đọc nó hoàn toàn là trắc nghiệm, tức là câu nào làm được thì làm, câu nào không làm được thì khoanh linh tinh cũng được. Các trường trong cả nước, những trường nào được bộ cho phép để cấp cái chứng chỉ dạng thi V-Step này, hiện tại bây giờ chúng ta có 17 trường. Chúng ta có 17 trường. Đây là danh sách các trường được bộ cho phép này. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Sài Gòn, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Trà Vinh, Đại học Văn Lang, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên, Đại học Cần Thơ và gần đây nhất là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những bạn ở miền Bắc thì các bạn có thể thi trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc là Học viện An ninh. 5 trường đó. Đấy là 17 trường tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là đang được bộ cho phép cấp cái chứng chỉ V-Step. Chúng ta có cái mẫu chứng chỉ nó như thế nào? Đây là cái mẫu chứng chỉ được bộ cho phép hiện tại bây giờ. Đây là mẫu chứng chỉ mới phôi của bộ và được bộ cho phép. Đó. Ở bề ngoài của nó là màu đỏ. Màu đỏ có chữ chứng chỉ ngoại ngữ. Nó có cái logo hình của Bộ Giáo dục này. Đó, và bên trong là nó sẽ là trang hình ngang. Hình ngang. Bên tay trái là tên tiếng Anh và bên tay phải là tên tiếng Việt. Bên tay phải là tiếng Việt, dịch thuật của nó. Và trên cái chứng chỉ mẫu mới này họ ghi là bậc chứ họ không ghi là, ví dụ ở đây là bậc 3, họ ghi là bậc 3 chứ họ không ghi là B1 nhá. Đó, mẫu chứng chỉ mới của họ như thế này. Tất cả các trường được bộ cho phép cấp mẫu chứng chỉ mới thì nó kiểu như thế này. Đó, chỉ có khác tên trường thôi, khác tên trường thôi. Hiện tại bây giờ đa phần các trường trong cả nước đều có hai hình thức thi là thi trên giấy và thi trên máy.
thi trên giấy và thi trên máy nhé. Nếu các bạn thi trên máy thì các bạn sẽ được cấp cái mẫu chứng chỉ mới full của bộ như là cái chứng chỉ mình vừa show cho mọi người. Còn hình thức thi trên giấy là dạng hình thức thi nội bộ. Các bạn sẽ được cấp cái chứng chỉ nội bộ và chứng chỉ này chỉ áp dụng cho những bạn sinh viên của trường đó thôi. Trong số các trường thì có một ngoại lệ, đấy là trường Đại học Hà Nội. Đây là trường đây mình show cho mọi người cái chứng chỉ của trường Đại học Hà Nội. Đây. Đây là cái mẫu chứng chỉ của trường Đại học Hà Nội, chứng chỉ thi trên giấy. Nó là cái chứng chỉ hình dọc và trên nền màu trắng như thế này. Cái chứng chỉ này thì hiện tại bây giờ một số cơ quan hoặc là một số đơn vị người ta vẫn 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 cho sử dụng cái mẫu chứng chỉ này. Tuy nhiên thì cũng sẽ có nhiều cơ quan, nhiều trường học người ta không lấy cái chứng chỉ này nữa. Còn nếu các bạn thi trên giấy của các trường còn lại, ví dụ như là trường Đại học Sư phạm 1 hay là trường Đại học Thái Nguyên, thì chắc chắn là cái chứng chỉ nội bộ đấy là các bạn không dùng được để xét công chức hoặc nâng ngạch nâng hạng đâu nha. Sử dụng do bên ngoài đâu, chỉ sử dụng cho sinh viên của trường đấy thôi. Và trong số các trường này thì chúng ta cũng có một ngoại lệ, đó là trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường hoàn toàn thi trên trên giấy. Thi giấy hoàn toàn nhưng lại được cấp cái mẫu chứng chỉ mới full của bộ, giống như là cái mẫu chứng chỉ thi trên máy của các trường còn lại. Thế nên là để cho nó an toàn thì các bạn nên thi hoặc là thi trên máy của các trường hoặc là thi trên giấy của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia. Đó là các cái thông tin cơ bản về bài thi VSTEP. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin, ví dụ như là bài thi này có khó độ hay không, có nên thi trên giấy của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hay là thi trên máy của các trường còn lại, hoặc là bài thi B1 có dễ đỗ không, với trình độ của mọi người hiện tại bây giờ có khả năng đỗ qua được hay không, thì các bạn có thể inbox hoặc là gọi điện cho mình có thể test các bạn hoặc là cho các bạn một vài thông tin đó. Rồi, bye bye các bạn.